Có nhiều anh em chạy nhiều lắm. Trước thêm ngàn lời vu vơ, vì người hay mơ dòng đời như thơ. Đó, mọi người nghe tèo 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 tèo, đó là câu điểm lót đó. Có lúc đó ca sĩ không hát tèo 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 tèo, chúng ta có thể học theo câu đó như thơ. Đó là câu điểm lót. Xin chào quý anh chị và bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tập solo những cái nốt ngang đầu, ba ngang đầu cũng như những nốt ngang cao với lại điệu bolero. Bài hát của mình tên là Phố Đêm, Khánh chọn ngẫu nhiên thôi. Còn quý anh chị mà muốn solo một cái bài hát á, thì mình phải nghe bài hát đó nhiều lần để mình cảm âm và mình nghe được những cái nốt. Khánh chọn ngẫu nhiên bài này à, thì bài này tại vì sao Khánh chọn bài này là bởi vì nó là giọng la thứ, là nó có những cái nốt nè, la si do re mi fa, những cái nốt nó không có thăng, không có giáng, để chúng ta quen những cái nốt ban đầu mà chúng ta tập á ha. Sau đó chúng ta ứng dụng những cái nốt ngang cao. Bây giờ Khánh sẽ đánh trước thử so sánh phân tích cho quý chị bạn tại sao chúng ta lại sử dụng nốt ngang cao và tập tập như thế nào đã hay không nha. Quý chị nghe Khánh đánh thử trước những cái nốt đầu tiên ha. Rất là đơn giản thôi, chúng ta dùng beat đánh những cái nốt cơ bản. Đố nè, đố là nhịp chân nha. Rồi ok. Đó, đánh nó rất là ghiền, rất là đã luôn. Ở trên thực tế đó thì những cái nốt ở những cái ngang đầu tiên này nó trùng lặp với, nó trùng cái âm với lại cái nhạc nền, nên nghe nó không có thoát ra khỏi nhạc nền, nó nằm nằm trong nghe nó không đã. Vì vậy thường là solo solo nốt melody á, chúng ta sẽ chọn nốt ngang cao để cho nó nhảy lên, nó nảy lên, nó cao hơn so với nhạc nền karaoke, okay. Nhưng mà nó được đúng đúng với giọng của nó nha. Giờ nốt này nó đố xin nè. Do, do la, mi la si do. Nốt sai đó thì cũng không có quan trọng gì đâu anh em, tại vì cái việc luyện tập này nó là liên tục, nó là kiên trì. Mà hôm nay sẽ hai kiểu solo, chúng ta đang đánh cái kiểu này gọi là solo theo nốt lời bài hát là melody, solo nốt điểm lót chút sẽ Khánh nói nha. Thì chúng ta tập á, là tập cái melody này trước cho nó quen những cái nốt chuẩn này, không phải đánh nhiều là hay mà phải đánh đúng những cái nốt nha, đánh nghe nó đầy nó đúng. Rồi bây giờ Khánh sẽ solo nốt ra đây à, cho mọi người thử là nó sẽ có sự khác biệt lắm, nó nghe nó chán hơn là solo nốt ở dưới. Cũng là đố này, nó là đồ này. Thì đó những cái nốt ở ngang đầu tiên thì đánh nó nghe nó thấp, tại vì những cái nốt này thấp này Khánh đã dời lên một quãng tám rồi, thì cái nốt hát của người ca sĩ cũng là phải hát ở trên một quãng tám phố đêm chứ không phải hát, không ai thấp mà phố đêm. Phố đêm đèn mờ dang dang màu trắng như vì sao tôi. Đó là chúng ta hát trên những cái nốt ở ngang cao, thì mình đánh đang đánh những cái nốt mà mình giống như mình hát luôn. Vậy thì chúng ta có những cái nốt luyến nè, là luyến nè, đó chúng ta tập luyến như thế nào đó thì mình tập riết nó quen, rồi mình phải tập luyến tập rung rung này, rung bằng cổ tay gọi là bend, bend bằng cổ tay. Nó gọi là rung re. Còn này là luyến, còn này là bend,
Bây là đẩy lên, cái cổ tay mình đẩy lên nha, cái thế là nhẹ. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng bên và cũng 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 rung, thì tùy cái sách mà chúng ta càng đánh nhiều càng tốt đó. Có nhiều anh em á, mình đây thì mình chỉ là nói về cái cách phương pháp thôi để cho quý anh chị có cái cách để chúng ta tập, chứ mình không phải là biểu diễn nên mình không có đánh hay. Mình xin nhắc lại, mình không phải là biểu diễn nha, tại một cái bài tập á, mà người ta tập nhiều người ta hay gọi là biểu diễn, còn không, mình chỉ là bóc đại một bài đó, à nó là tông la thứ, vậy thì chúng ta sẽ đánh như vậy. Chúng ta chọn những cái nó thấp, chúng ta tập xong rồi chúng ta nên ngang cao, rồi sắp ngón những ngang cao, tất cả mọi thứ, cái nốt thì đều nằm trong giáo trình hết. À, giáo trình nè, nốt ngang cao hay nốt ba lần đầu tiên thì giáo trình thì Khánh đều tặng miễn phí, hoặc là Khánh đã có thì nốt ba ngang đầu tiên nè đó, mọi người thấy không, lập ngược về thì chúng ta sẽ lấy nè. Ở dây sáu là có nốt mì pha son nè, mì rồi nó nè pha nó son nè, chúng ta nhìn về là chúng ta thấy à mì pha son là lần lần xuống dưới. À, rồi những cái nốt ngang cao nè Khánh cũng đã hướng dẫn rồi đó, chúng ta đánh xong chúng ta ứng lên. Tại vì sao hướng dẫn như vậy, tại vì hướng dẫn như vậy các anh chị là bạn học một mà chúng ta tập được nhiều này, ngang cao này, ngang cao trang số 14 nè đó, cũng là những cái nốt ở ngang số 5 trở đi nè, ngang số 5 chúng ta trở đi. Hướng dẫn như vậy chúng ta hiểu cái cách chúng ta tập nhiều, chứ không có hướng dẫn từng nốt từng nốt. Hướng dẫn từng nốt thì cũng được đó, chứ mà các anh chị bạn học được có một nốt một bài à, chúng ta không hiểu. Thì khi mà anh em chọn một cái nơi mà vắng vắng tối tối trong phòng á, chúng ta mở cái nhạc lên chúng ta solo theo nó đã vô cùng, bài nào cũng được. Giả sử như cái bài mà chúng ta la thăng đi, giờ cái la thăng thì chúng ta kẹp capo lên gân một ha, la thăng đó thì la thăng thứ đó, thì kẹp lên gân một chúng ta cũng đánh những cái giọng đó, ví dụ nè. Bài đường tím bằng lăng thì kẹp cao bô ngang một ha, la thứ kẹp cao bô ngang một thì chúng ta cũng kẹp cao bô lên, rồi chúng ta cũng đánh những cái nốt như là chúng ta xem như đây là ngang một là vậy thôi, không có gì hết, nó đơn giản như vậy. Thì khi lúc mà anh em tập bích cũng được mà móc tay cũng được, mình chưa nói những cái nốt bè nha, mình chưa nói những nốt bè đây, mình nói cho anh em cái nốt gọi là melody, đánh cho nó quen trước đi, còn mấy cái khác sau nó rậu rìa thôi, đánh cho nó chắc rồi mình sử dụng những cái luyến, những cái rung của mình cho nó hay, tập cái bài cho nó nhuyễn. Có nhiều anh em chạy nhiều lắm, trước thêm ngàn lời vu vơ vì người hay mơ dòng đời như thơ đó, mọi người nghe tèo 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 tèo, đó là câu điểm lót đó. Có lúc đó ca sĩ không hát teo 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 teo, chúng ta có thể học theo câu đó như thơ, đó là câu điểm đó. Quý anh em nào mới xem thì nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận được những clip mới nhất, nhớ bấm like clip nha. Thank you và hẹn gặp lại.